cho tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ quẩy về tường y bé cho anh em xem nhá. Vừa mới đi đấu 3v3 để mà lấy điểm thông thạo để vào đánh hạng đấy các bạn ạ. Tại vì cái nick này có tướng nhưng mà nó lại không có đủ điểm thông thạo, đâm ra không thể làm vào đánh hạng làm clip cho anh em xem được. Úi giời ơi, chọc cho một cái thôi. Trận này thì lúc đầu mình tính đi support cơ, nhưng mà sau khi mà đồng đội mình nó giúp chọn mình vị tướng y bé thì team mình xuất hiện thêm vị tướng than nữa, nhường bạn ấy đi support luôn. Mình sẽ đi top đối đầu với cả vị tướng toa roa nha. Nói chung là Tara thì mình đánh không lại nó đâu, nhưng mà nó cũng chẳng đánh lại được mình đâu. Nói chung là hai thằng cứ gọi là đỡ đoàn mà các bạn, trông ăn bò thế thôi chứ đánh đấm cái gì. Nếu mà hai thằng mà solo với nhau thì mình cũng chưa chắc là mình thắng, và cũng chưa chắc là vị tướng Tara thắng. Tara đang sử dụng cái trang phục khá là xịn nha, đẹp phết đấy, không đùa đâu. Còn mình thì trang phục cùi bắp hiệu ứng kỹ năng bậc A thôi. Ây chà, sao tu le lắm gì đây, về ăn blue đi kìa. Alo, ủa alo, gì vậy? Ơ, khó hiểu nhờ. Hỏi chấm. Cái chuyện gì đang xảy ra này? Sao tu len không chịu về ăn blue đi mà lại cứ ở đây ăn quái của mình như thế nào ta? What the hell? Không thể hiểu được luôn các bạn ạ. Ok à? Rồi xong luôn, tu len mình bạn ấy không thèm ăn blue rồi các bạn ạ. Mà mình lại đang hết mana như thế này. Chắc có lẽ mình qua ăn cái con blue của rừng team mình quá. Hết mana rồi. Ê bảng đi đâu đấy bảng? Cái này thì bảng đi đâu? Đi chơi đi. Đi chơi đi. Hên chào bạn nhá. Mình không có mana nhá. Có mana là bắn chết với mình rồi. Thôi đi về anh em ơi. Thằng rừng không farm đi. Đúng. Không chịu farm đi rừng. Rừng thiệt là kỳ cục. Bạn rừng này không muốn ăn blue đúng không? Ok bạn ở top luôn đi. Mình sẽ tới cái con blue mình ăn blue cho. Có cái gì đâu mà. Tưởng cái gì chứ y bé mà đi rừng thì cũng chậm lắm. Đánh quái biết bao giờ nó mới chết các bạn. Đấy con quái là muốn gọi là ói máu ra cũng không chết được nó luôn. Ui đây các bạn làm gì đây? Bốn thằng chúng mày làm cái gì đây? Tụi mày đánh đồng đội tao hả? Tao tới với tụi mày gì đây? Cút cút ra để cho y bé thể hiện nào. Ai chà chà. Nà. Mang quánh nó đi mít ơi. Mít ơi quýnh nó đi, nó gần chết rồi. Ừ chà bùm. Chết nè, pẹt nha, én, ư nè, double kill. Wow, tốc biến rồi nhưng mà không thoát được các bạn ạ. Cũng may là mình ăn được double kill, chết mạng thôi cũng được. Có hai mạng cho anh em xem mà nè, thấy chưa, đẳng cấp chưa, băng trụ dứt luôn á. Vì tứ y bé này đi support ngon hơn đi top, các bạn biết sao không? Nó đứng ở trong cái bụi lùm ấy, cái nội tại của nó sẽ được hồi máu các bạn ạ. Ngon. Và hồi máu xong một cái là mình chạy ra đỡ đòn cho đồng đội mà. Xong mình lại đi vào trong cái bụi. Êm nhà, êm nhà. Đúng. Hello, hello. Chào bạn nha. Bạn có nhớ mình không? Đâu rồi ta? Bạn ta ra đâu rồi ta? Hình như là đang có ý định ăn casa đúng không? Ê, nó chơi mà làm thì khán trai. Nha, bang. Ôi nó bị Kai'Sa hất tung rồi. Rồi xong ấy. Ui trời ơi, tí nữa thì KS được bạn của tướng Vera. Ơi, bạn ơi, cứu mình với. Cứu mình với bạn ơi. Ui giời ơi, bục phá chết tươi luôn các bạn. Vãi trưởng nó tôi bục phá. Chơi kỳ cục, chơi bục phá. Tí nữa thì mình ăn được vị tướng Vera rồi. Nó còn xíu máu đang chạy lại mà mình tưởng còn nó còn đầy cái máu á. mình không biết. Chứ mình biết nó có ít máu rồi, mình lao vào nó là mình ăn được mạng rồi. Chẳng thế nhở. Thì kết cuối cùng ăn được hai mạng mà chết hết hai mạng luôn. Đây là một cái vị tướng đỡ đòn, chơi khá là sướng các bạn, trâu lắm. Nó có cái chiêu cuối nó rất là trâu bò. Các bạn chơi con này đi support ngon đấy, không phải là đều đâu nha. Ao đá luôn à. Ơi cái gì đấy? Cái gì đấy? Ơi mày ngu người rồi bạn ơi. Hất tung này, bùm chiu. Ấy, vãi trưởng. Sao mà chết nhanh thế? Sao mà chết nhanh quá vậy? Lorean ta mình chơi biết chơi ấy bạn. Các bạn ạ, bạn này chơi hay ấy, không đùa đâu. Đẩy về này. Cái chiêu đẩy về nó lợi hại lắm nha. Thật sự với các bạn, nó rất là lợi hại luôn đấy. Nè, nè, nè. Ui ôi,
Ui dồi ôi. Mày đùa với cả ninja rùa hả bạn? Đùa với cả ninja rùa hả bạn? Kìa. Bập mày chết. Úi dồi. Ôi giời ơi. Anh ơi, anh gì đó ơi, đứng lại cho em sờ mông sờ má miếng ơi. Sờ má sờ mông miếng ơi. Ai cha? Ai cha? Tẹt nè, láng mặt hả mày? Em té đây, cho em té đây. Em nghỉ chơi với mấy anh nha. Wow. Thiệt là đáng sợ. Úi dồi. Ôi giời ơi, băng lấm lu nó anh em ơi. Dạ. Ui ôi. Ra đây thử coi. Hay quá bạn ơi. Đẩy. Mình tính đẩy nó đẩy mình các bạn ạ. Cơ mấy anh tính đẩy chưa một nó vào tường mà cuối cùng cái kết nó đẩy mình. Tốn mana phết nhỉ. Tính ra y bé là tốn mana các bạn ơi. Nó không có tốn máu đâu, nhưng mà tốn mana quá. Tại vì máu nó có thể chạy vào trong bụi nó hồi được. Chứ mà mana thì chạy vào trong bụi nó còn cái gì. Không có được hồi. Anh em yêu cầu clip về vị tướng y bé thì mình làm theo yêu cầu thôi. Bạn nào có yêu cầu mà lấy về vị tướng nhá, đỡ đòn hay là trợ thủ hay là pháp sư AD sát thủ gì comment dưới phần bình luận nhá. Ôi dồi ôi. Nó mà không bị cấm là mình chuyển luôn nha các bạn. Anh em đừng yêu cầu những con tướng mà hay bị cấm. Thật sự ra nói mình muốn làm lắm nhưng mà nó bị cấm nên ta không thể làm được nha các bạn. Ví dụ như là Ngộ Không hay là Crack ấy, hai con đó thì mình thấy 10 trận thì nó cấm đến 9 trận này. Trận nào cũng cấm, trận nào cũng thấy bị cấm mất tiêu luôn. Lâu lâu nó mới thả ra mà nó lâu lắm. Hiếm lắm. Đập cho một phát rồi sao mày? Mày hả bưởi? Chơi nó. Trời ơi mình ulti rồi mà vẫn bị hất tung các bạn. Tào lao thì chứ. Ulti hơi chậm, ulti sớm tí nữa là không bị hất tung đâu. Cái lúc mà mình đang ulti là mình không thể bị hất tung nha các bạn. Ngon lắm. Rất chi là xịn sò nha. Ủa nhưng mà khi mà lúc mà mình đang ulti mà Aleister nó khóa lại thì liệu mình còn ulti được không ta? Mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà nhiều chiêu mà bị choáng trước này kia là nó miễn không chế luôn các bạn. Nhưng mà Aleister với cả Arum nó cắn thì chắc là mất. Ê! Ê! Làm gì đông dữ vậy? Trời ơi! Mẹ biết mẹ buồn đó! Yeah! Chọc một cái nè! À, đẩy vào tường nè, hư nè, lấm lúa nè, ăn rồng luôn anh em ơi. Lượm lúa con rồng luôn. Yo. Này thì gọi là siêu châu bò rồi các bạn. Này thì support thì không có ngán ai. Ý à. Chết nè. Choáng rồi, nó bị choáng rồi. Xúc nó đi anh em ơi. Xút nó. Trời ơi, không quay hả? Hi. Hello bạn. Hi. Mày chết đi cho mày chưa. Ê bảy rồi. Ê hello bạn nha. Ai cha máu thế nhỉ, máu thật đây. Phiu pẹt. Adu. Chơi nó. Wow, thịt là đông quá đi anh em ơi. Chết bạn nè. He. Anh ta đã bị mình đấm cho veo mỏ luôn rồi. Quýnh luôn bạn ơi. Chơi nè. Ôi sợ. Băng lấm lúa. Ý da. Hư nè. Êm các bạn ơi. Quá là êm luôn nha. Ra đây. Ua chà. Ui dồi ôi. Ghê quá trời ạ. Ui dồi ôi. Mày. Chơi nè.
đẩy vậy, trời ơi vẫn không đẩy được các bạn. Và đấy mình tốc biến lên đẩy là chết đúng chắc chắn 100% mà lùi về. Nhưng mà mình tưởng được đẩy về được nhưng mà anh ở cái kết không được các bạn. Ý ý úi giời ơi, đi vào trong bụi này cho nó hồi máu chơi cái này. Đấy anh em thấy hồi nội tại của nó hồi máu không? Hồi máu rất sướng nhá. May á mày. Ô 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 ô. Ý hello bạn. Bạn ơi, chơi bạn nè. Pèo hẹn mệt đầu lắm chơi nè. Wow, thiệt là đáng sợ. Đáng sợ quá đi chơi luôn. Úi giời ơi, úi giời ơi, lúm lúa nó. Ừ, hai đánh với hai nè. Mình lại sợ mấy bạn quá cơ. Mình lại sợ mấy bạn quá cơ. Mấy bạn bơi vào đây cần hết. Trời ơi, mọi người thấy mình trâu không? Hai thanh niên kia đánh quá trời đánh luôn, mình máu còn đầy luôn, không mắc máu luôn. Này chơi bời gì nữa, thôi đầu hàng đi chứ đợi chờ gì, đúng không? Hai thanh niên rất là ghê gớm, lao vào đánh mình với cả vị tướng than như đúng rồi. Nhưng mà cái kết thì không ăn thua. Than nó ít máu hơn, đâm ra các bạn nó đẻ đánh, còn mình máu nhiều nó chả thèm đánh luôn. Mà đánh mình có mất máu đâu mà đánh đấm làm gì. Không ăn thua các bạn ạ. Bởi vậy mình mới bảo con tướng này nó trâu lắm. Trâu gọi là cực kỳ luôn á. Đáng sợ vãi. Ê, nó còn có cái chiêu một mà nó nội tại. Nó đẩy rất là thốn các bạn ạ. Chơi nè, chọc nè, chọc nè. Rồi xong, rồi xong, xong rồi. Chà. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Chà. Hèn. Băng 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 băng. Chiu 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 chiu. Chiu cần hết, cần hết. Trời ơi, hỗ trợ 19 mạng các bạn. Đúng là support số 1 luôn các bạn. Không có ăn mạng được nhưng mà hỗ trợ thì vô đối nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Đừng quên cho mình một like nha. Bye bye anh em.